Mọi Đây người là cứ chơi gian nha, ngu chơi tiếp đi đây. mọi người Và ơi. đây là tiết mục thần đồng chơi thần trùng. Thần đằng chơi 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 thần thần trùng nha mọi người. Tiếp mục thần đằng chơi thần trùng. Đây, Này, đây mai đăng lên để gắn cái Đang thumbnail vào. Ngồi này. Ừ, thần đằng chơi thần trùng. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ tao cũng đây, sợ đang. À? Đang có cái độc màu sẵn. Ừ, con nào hét lên làm chó. Đứa nào hét lên làm chó. Ừ. Không hét đâu, mà nó im lặng, đứng im. Đứa nào đi lùi làm chó. Được không? Ừ. Được không? Ai đi lùi làm chó? Ai đi lùi làm chó? Ai ai làm chó? Ai đi lùi làm chó? Ờ, tao tiến. Tao tiến, tao không ngó, tao không ngó. Ai không ngó làm chó? Chị ơi. Đó. Chị ơi. Đi vô đi. Rát. Ai ném làm chó? Đấy chị đấy. Chị đó. Chị đấy. Sao chị lau nhà bằng mặt vậy chị? Chị thích. Con cứ cho lau nhà mà. Không chuẩn bị hết hả? Hết đâu, có phải tôi chơi đâu mà hết mọi người. Em đi kiến không? Cái đậu sạch. Sao tao quên chi tiết này vậy? Có cửa đi. Hello chị. Nào. Đừng hơi bỏ kìa. Ngắm đi. Và thắp nhang cho chị đi. Yeah, chị ghê, chị lắm ghê. Mở đi, mở cái cửa chính kìa. Ra đi cửa chi, đấy. Mở đi, mở cái cửa chính đi, dịch cái cửa chính kìa, đi. Chấm hỏi kìa. Không, mày mày đi vô căn phòng mà có cái hình Nguyễn Thị Bảnh á. Mở được cái clip bí ảnh ấy. Đúng rồi. Ờ, à, quên nữa. Có được không? Phải lấy đó chìa khóa. Phải, đâu. Phải lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa đi. Chìa khóa hả? Ờ, chìa khóa cầm nè. Kìa. Khoan. À, con này hả? Tao lấy cái chổi mới được. Ừ, đây. Lấy đi. Hồi sau là game nó chơi là lâu quá mày không qua con nào đó nè. Ừ. Con quạ, con quạ. Con đeo mo đường Trần Di Hưng. Ở kìa, sao ngó nhiều thế nhỉ? Đúng là cái ngõ này rồi. Không tìm được cơ. Ừ. Tự nhiên đi nhầm ngõ rồi sao? Rồi. Quá thật là Hà Nội ha, để xe về mà không mất. Kiếm kiếm cái cờ lê cái tu vít đi, tôi dặn tao bẻ khóa. Ờ, Quang, cái xe này ổ khóa nằm đâu nhờ? Cái xe con Vespa hả? Ừ. Cái khóa nó ở dưới gần cái cổ phía dưới. Cái cổ bên tay phải. Ờ. Ok. Đây, vô dục tóc hồng giống như tôi kìa. Chiếc này định giá nhiều anh em? Chiếc này cũ rồi, không giá được đâu, mình nhìn cái gì mày đi lẹ lên thôi. Chậm chạy thêm, mày cứ là mày ơi.
chiếc này bị trộm nè, chiếc này bị trộm nè, không có bị số xe. Đi đi, câu thời gian quá bạn thôi. Con game này có đi lẹ được đâu. Khoan, cho cờ. Cái này tiếng nói Việt Nam. Ba mày. Giật thế vậy, sao sao giật thế? Ai biết? Đấm cửa đi, đấm cửa đi. Con chi qua đây. Con chuốt thôi, con chuốt thôi nè. Không chi qua cái nhà, không chi qua cái. Bông chi qua. Nhà liếm, nhà liếm mặt chi qua. Nhà liếm bột chi qua mọi người ạ. Nhà liếm bột chi qua. Cảm ơn Thu Sa nha, cảm ơn Thu Sa. Mặt chi qua này, chi qua. Chụp trong mình, ơn quá. Hồi nãy nhà liếm bột chi qua rõ ràng. Liếm bột chi qua rồi. Ừ, test game luôn. Kìa, phải chấm kìa. Bác ơi, tối rồi bác la làng làm cái gì? Ờ, bác này phát tướng tới giờ. Khoan, cháu ơi, cái tầm mắt mình mà ngang đây mới. Thì bà này bác cao nhiêu mét? Bạn đứng kia bậc thềm mà đi thì nhìn xuống nhà thôi. Đấy. Đứng kia bậc thềm vậy. Ừ. Bậc thềm cao bao nhiêu đâu? Nhìn xuống là mày lùng, nhảy lùng mọi người ạ. Nhưng mà ngang tầm nè. Nhẹ vừa thân đan vừa thân luôn. Ngang tầm phải. Mày lập đồ đi cân băng hóa cậu xanh. Mày có biết tao đang quay clip không? Ừ. Ok, xong đồ ở đây. Nhặt đi. Xô này. Dễ chùi hả? Chai nước giữa bồn cầu này, xốp này, ok, kìa, ok, ai ngô nướng kìa, phải đúng thứ tự, ok, đặt không đúng vị trí, rồi, à bác, đúng là nhẹ, ư nhẹ nè, tăng đang ăn cái gì đấy. Dạ không có gì bác ạ. Ừ. Cháu đang đi nhà trọ ạ. Ừ. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Bình Phong. Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Nhìn mặt quần ấy giống đàn ông kìa. Sao? Nhà số 4. Cháu có chắc không đấy? Thật luôn ạ. Cái này là thấy anh rồi. Đúng rồi bác ơi. Không thấy anh nè. Không có chuyện gì bác. Thấy anh nè. Cháu ơi. Cháu ơi. Nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Cháu cũng cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Ờ. Đây à, đây à bác. Ok nhá. Bác động nhanh thế. Ê, ơi. Nhiều người chết đấy. Thôi ra mở cửa đi, ra đập cửa đi. Ừ. Đúng rồi, đấy phòng đấy đó cháu. Cháu vào. Em ở trên này này. Em kìa, em ơi. Lâu em, từ. Đình Phong automatic quá cho nên là mình chuyển Đình Phong lên chỗ khác nhé. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Lùng lì thế nhỉ? Anh tìm nhà số 4 mày không? Mày đứng cạnh kia mày mới nhìn được khuôn mặt nó. Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa bị viện đây. Con này hàng sớm tốt ghê vậy, chưa gì bắt lẻ không nhỉ? Nói chuyện với người ta mà không nhìn mặt. Ừ tại thật. Sao vậy em? Nhẹ vô duyên nhỉ? Nhẹ chú vô duyên rồi. Em nghe nói chị ấy bị sốc thì chị sợ lắm. Đến nỗi phải điều trị lâu dài cho tâm thần. Con bé này nó cũng nhiều chuyện từ anh trước. Anh cẩn thận đấy nhá. Chưa gì kể hết chuyện nhà hàng sớm cho nghe rồi. Sao ông nhìn nói cảnh báo mày đấy? Người ta có lòng tốt. Đùa, cảm ơn vitamin D. Ui, giờ mới nhìn kỹ à. Con nhà này xinh mà. Con nhà đi. Ôi con bé xinh dặn mà. Bời, nhà này chơi cái gì, diễn hình này cái gì. Biết bố con vừa bị ăn cái bản quyền cái này. Đấy, đã vẽ lên quả kìa. Mới vừa bị đăng bật bung khinh thường, bung không thèm nhìn mặt nhẹ đâu cơ. Bung nói không, bung gạch ba gạch có nghĩa là bung nói ngu đấy.
Không, Bum nói ta, vừa... Tao thấy rõ ràng là Bum, Bum, Bum có ba gạch đúng không? Có nghĩa là điền vô chữ vật N, G, U. Bum nói là chú ngu quá, chú ngu quá cháu chưa. Chú ngu quá, cháu không thèm nhìn chú đâu, mắt không cháu lại ngu. Cháu chưa. Kinh cây quần gì vô lẹ nhanh lên. Ôi bên trên có hai con rồng luôn kìa. Rồi lấy cái hộp đó lên. Sói sói ơi chưa nhập được đâu mày vẽ ra kìa. Thằng nhà nó chơi kiểu này chắc tối nay lại thức tới tận 3 giờ sáng với nó thôi. Rồi rồi bấm cái hộp dạy mẹ đi, 2 4 3 7. Khúc này nhảy thêm rồi cho nên là bấm luôn. Bộ đi chứ, mày đang quay clip đây. Không sao bình thường. Tại vì tao để clip là thần đằng chơi thần trùng thì có gì đâu phải sợ. Đúng rồi. Chứ không thôi nhảy ngồi mò cái này nửa tiếng nó khổ tôi lắm mọi người ạ. Ừ, khổ tôi lắm. Đốt đi. Đốt nhanh lên. Ủa mà đứa nào thẩm sang vậy? Thật sự luôn á, là đôi khi tao nghe giọng anh Dũng có hơi gay. Thì anh chỉnh tiếng. Gay? Đúng. Mọi người ơi, nhẹ là móc của anh Dũng mà nhẹ dám nói như vậy để kêu anh Dũng cắt. Không, muốn xét thôi. Nào. Không, nghe tiếng anh Dũng giống như là cảm giác mà anh Dũng đang thông may đó mà ấy. Vì tôi nhé. Tôi sẽ cắt khúc này ra đúng không? Gửi cho anh Dũng, gửi cho anh Hunter, gửi cho Hunter với tạt ông chưa. Để một con tai ha. Con này mà nhã làm gì đó, con to hay gãy cổ. Con này mà kiểu không ăn được nó nha. Ăn đi, nhã có thể ăn. Ăn đi, ăn đi. Ăn xong nhã sẽ ngu hơn xưa. Kìa kìa. Kìa ra kìa cửa có Simi đang đứng tẹt kìa. Nhà mấy ông vô. Có ông ra chào chú câu, chú hàng xóm chào chú câu. Thôi mà chú chào hỏi thôi. Bị nó hù cho đứng luôn rồi à. Chú chào hỏi thôi, đi đi. Không có chuyện gì. Hôm qua mình không nhớ cái tiết mục này nha. Chú chào hỏi thôi. Kìa chú lắc đầu kìa, thằng này ngu quá. Chú thế chú chữa rồi chú lắc đầu. Chú lắc đầu chú kêu là ngu. Má ông già vô duyên thật chứ. Về nhà đi. Chuột kêu kìa, chuột kêu. Quay lại. À. Ôi giời ơi. Đấy. Chị áo này chị chị đi. Chị đi. Tóc chị dài rồi đấy, đi cắt đi chị ơi. Tóc chị dài để em nhìn chị sớm dễ hơn. Gì mẹ. Thôi chung hai mọi người ạ, chung hai. Để
Nếu mà mọi người mới vào, mọi người nhớ cho đi cùng một follow nha. Chói nhã thôi mà. Cái gì thò chói nhã bằng cà vạt bên hao cho ta hả? Ừ. Wow. Ba nghe nhìn xịn thế nhờ. Ơ kìa, hình dữ. Hình anh Dũng đấy. Hình GP. Có mấy cái tiếu này, khoan đi soi tí nha. Hình con hu này. Ủa, quay mày chưa soi hả? Ừ, chưa soi. Chưa soi kỹ. Có soi nhưng chưa soi kỹ. Soi luôn cả giường đi. Tôi nói rồi, vết nước anh Dũng làm cực kỳ kỹ luôn nha, mà làm không lặp luôn. Có nghĩa là em vẽ từng chi tiết luôn ấy. Không lặp luôn, nhìn kỹ đi, không hề có chỗ nào lặp luôn. Khoan, cái mà lạnh hiệu gì vậy? Grinero à? Genero. Genero à? À, cái vô. Đèn không hoạt động. Hồi sau tự nhiên có con ma nó bò lên từ dưới giường, thật cười. Thì nghĩ sao giường này mà có ai bò? Sao không? Ủa, y B5 B5 màu tím à? Ủa, cái đèn B5 thì nó màu tím đúng rồi. Ôi, nhà không có B5 cho nên nhà không hiểu được cái điều này đâu mọi người. Tao đâu có dạo như mày. Mày hả mày? Alo. iPhone 13. Alo. Đang nghe anh đây. Mày ngủ chưa? Tao vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Mấy cái phòng có dông thì chứ. Tao đã bảo mày được thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ sập sệ như thế nhỉ? Tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. À, khoan, giờ mới để ý. Bốn ngón à? Dũng bốn ngón. Bốn ngón cái gì mà bốn ngón, một ngón kia nó ẩn ở sau ấy, con nhà nó ngu thế rồi, mày chưa bao giờ học ạc à? Tính ra mày đang làm đồ họa luôn đi. Ạc thì tao cầm bây giờ mày cầm vậy thì dĩ nhiên là ba ngón này còn cái ngón giữa nó ở ra đằng sau chứ còn gì nữa. Tao biết đâu, nhưng mà trong cái quá chi tiết là mất ngón mà. Mọi người ơi, mọi người thông cảm nha, mọi người đây là tiếp mục thần đàn chơi thần trùng. Cho nên là nhiều khi mà có mấy câu đó gọi hơi ngu quá, mọi người thông cảm nhé mọi người, xin lỗi mọi người ạ. Dạ đi cô đi, cô đại diện cả kênh cả họ đi, cô xin lỗi mọi người. Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Cảm ơn thần ca, cảm ơn anh Thắng Mùi. Thần trùng là cái gì? Hỏi ra thì dài lắm. Bây giờ tao sẽ phách sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhé. Rồi phách kìa. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Nhanh lên. Thần đằng chứ thần trùng nha mọi người, thần đằng, thần đằng. Ok, hiểu rồi, khỏi đọc, qua đọc rồi. Ok, cũng hiểu rồi. Wow, cái ghế đẹp thế nhờ. À quên, tìm kiếm, à không, ra đây nó kêu tìm kiếm. Anh ơi, cái tiếng này không phải là tiếng mất mạng mà tiếng là màn hình xanh anh ơi. Tiếng Iro, Iro. Iro. Còn tiếng chuông điện thoại như tiếng chuông cửa nữa mà. Sao mình lại biết chi tiết này thường ha nhờ? Mày có bao giờ mày nhớ này, giờ có chi tiết này mày nhớ đâu? Nha có bao giờ nhớ đâu. Thần đăng chứ thần chung mà mọi người. Quên à. Combo modem này của FPT hả? Gì đây? Nesup. Mày có cần phải soi cái này không hả con điên chứ? Cái cần soi thì mày không soi. Tí nữa tao chắp bốn vô cái phòng kia, tao chỉ cho cái chỗ có thể là Sirius N thôi. Hồi sáng có một bạn mới nói, không biết là phải đúng không? Nhưng mà tí thử luôn, cho nó test. Ừ, coi thế nào. Cho con nhẹ nó test luôn. Yên tâm đi, bây giờ con nhẹ mà đi lùn làm chó. Con nhẹ sẽ là đổi tên là chó, chó thì sao ta? Wow. Chó hả? Để chi quá. Dạ, ta kêu là anh thích chó rồi làm gì đó. Bây giờ thêm chữ chó rồi. Ừ, thêm chữ chó là chó, anh thích chó. Dạ. Yeah. Sao máy vẫn không có mạng? Mình reset máy rồi mà. Mẹ FPT nha.
ngon nhẹ, tao đang quay mà. Ok, what? Đồ của em đi tí á. Tí nha. Bắt nó đi. Con mèo thôi. Mèo mặt nhau. Con mèo thôi. Đây, hiện tượng FPT đây anh em. Tôi buồn thông thâm thiết rồi chị ơi. Ok. Chị mới ù con cái mà đã vậy rồi anh ơi, anh yếu quá. Rồi đâu? Đó, tiếng gọi cửa nè. Alo? Alo? Nói. Sao? Secret ending đâu? Secret ending gì đâu? Chưa. Tới chừng 4 là cứ đi đi. Ok. Đi đi đi. Con nhà nó ngu quá mọi người. Không lấy được nhỉ. Alo, mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo. 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 Thế anh à, có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Nghe này, tao vừa tìm kiếm thêm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình này qua đời. Hóa ra. Alo. Mày nói gì tao không nghe rõ. Alo. Alo. Chết tiệt thật. Sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? Should I do? What should I do? Thì đi ra thôi. Rồi. Đi ra, trên tầng thượng nhân này chưa có gì. Không, tiếng sợ nữa, tiếng sợ nữa. Ừ, chắc không. À, mày không để sợ nữa, mày ra làm gì? Chưa ra khỏi nhà gặp cái di xích rồi mới mở được cái kim đó. Nhá mạnh dạn lên em. Ừ, đi lùi làm chó. Sợ làm chó, đi lùi làm chó. Đây nè, tôi nghĩ là cái cửa Sirius End là trong cái cửa nhà Vũ Dung này nè. Đó, nhưng mà chưa tìm cách được mở được. Có một cái phòng đây. Có một cái phòng thông qua cái cửa cửa này để tí nữa nhờ con nhà nó đi cái phòng đó coi. Phòng này phòng tiệm mai nè, Vũ Dung là phòng này nè. Ừ, có thể là thông qua được. Anh già này mày giao cái gì vậy? Không mày giao chi vậy ông? Bợ ba bợ bợ. Sao mày ở đây? Mày giao xin mẹ đi. Thằng nào xích vậy? Thằng già em đúng không? Mày rảnh không có ha? Đúng rồi. Ủa, mày xích. Nó xích lấy thì làm sao? Cảm ơn bánh bao tấm lòng tấn trần. Wow. Trời ơi, cố gắng cố lên nhà ơi. Đừng phụ lòng anh em. Hãy chứng minh mình đi. Ngu thì cũng phải có giấy. Lấy kìm xong chạy lên tầng thượng nha. Chạy lên tầng thượng, mở hộp tòa he. Hiểu. Hôm qua đã biết rồi. Không nhẹ hiểu nhưng mà nhiều khi mình vẫn nghi ngờ vì cái lụi ngu của nhẹ mọi người. Cảm ơn mèo cào, cảm ơn Seto Van Con, cảm ơn Tánh Thao. Đừng sạc vô. Cái gì ạ? Ừ. Từ. Nhìn nhẹ ngu thật sự mọi người. Ok. Cảm ơn Nguyễn Duy Minh Quy. Chị không dám chơi con game này.
có thua con nhà. Anh đi. Đại này không có giùm che đâu, cứ đi đi. Không quan trọng là cái khúc mà nhà chơi game dạy đố đấy. Mở tủ á chứ còn anh. Ủa mấy cái tờ giấy ấy mất luôn rồi. Gì? Khúc chuyện. Gì quên. Có đâu. Đây con tò heo thứ hai nè mọi người. Đây con tò heo đen này, mọi người đều hỏi con tò heo đen đúng không? Đâu con tò heo đâu đen đâu. Tò heo đen đâu phải. Tò heo đen là... Con tò heo đen... Con tò heo đen là lấy ở chỗ viếng mộ ấy. À, đỡ tiền đình hơn nhỉ? Hôm qua tôi chưa tới tiền đình phải tác ra ngồi tí mới chờ được. Tại vì anh quá là tiền đình ấy. Cảm ơn Huy Hèn Xì, cảm ơn Hí, cảm ơn Giải Trí Kiên, cảm ơn Cam, cảm ơn Bê La La. Nhỏ vừa làm quả bút xong cái, mình bị ăn khỏi Discord luôn, nó ghê chứ. Bác ơi, cửa này bị sập nè, bác phụ con với. Bị bác gái sao các phụ đi được tự sự đi, cảm ơn Nhật nhất. Ủa Nhật hết yêu nhã hả? Thôi nó thấy Nhật yêu nhã mà. Bác gì ơi, giúp cháu với. Bác ơi, bác có nghe thấy cháu không đây? Làm gì vậy ta? Lúc của bà đứng đây để chi trời. Đánh xem. Bà biết. Ông dạ. Bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Giúp cháu với. Không dạ. Giúp cháu với bác ơi. Bác đang ngủ. Bị điên à? Biết bây giờ được không? Đấy, nó chỉ giờ. Biết bây giờ được không? Trong nhà thấy như có ma cơ. Ông nhà người ta. Mà làm sao? Cháu, cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Rồi cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nó giết chứ. Mày có ba trong nhà nó vẫn bình an. Mày có ba trong nhà nó vẫn bình an. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Cái tính gì? Bận lên trời của ta rồi. Trong cửa này tao nói không nhầm là của Vân Anh Vũ. Nếu mày muốn thoát ra khỏi đây, giọng cười thì của Tứ hả anh Tơ? Giọng của Tứ nhưng mà giọng cái điệu cười này của anh Tơ. Của anh Vũ thì không phải. Của anh Vũ lồng tiếng Phạm Mỹ cơ. Đó, giọng này cua hủ. Cảm ơn Akane. Hello Akane. Một con thay người pháp y nha. Ừ, giọng anh Tơ, Năm tóc, năm tóc. Nhà sĩ thì không kiếm, pháp y thì không tìm. Sợ ra tìm cắt tóc thì không ra. Bắt mình đi kiếm, chả hiểu. Người ta lại kiếm đúng hàng đúng rồi. Rồi vô đây làm gì trời, quên rồi. Chương 3. Làm gì quên rồi. Đánh xem. Rồi cái ông kia ông đòi đó. Đi vào đi. Hôm qua khúc này mình đi lùi đúng không ta? Đi lùi làm trái chứ. Lên chó. Cái thế nhỉ. Ai biểu nói làm cái gì đi vào đi. Con nhã vừa đi lùi luôn. Không không, cái bị nó bị giật thôi chị, không có đi lùi. Đi tiếp. Bức tượng làm cái gì đi. Đứng thở. Mở cửa ra đi.
chưa khóa đâu. Gì đây? Tò he nam. Hồi ủa có he nam mà. Được chứ còn gì nữa đúng không? Có nghe đó. Đâu phải, ý là tò he nam mà. Nhìn tôi tưởng là nữ. Ngồi giải đố đi. Giải đố gì? Hả? Hồi nãy phải ngồi chờ nhẹ nửa tiếng rồi. Khổ thôi. Đã lại kỳ xếp tháp rồi. Để coi. Để coi hôm nay nhẹ có thông minh hơn xuống mà không hay mẹ nhẹ vẫn ngu mọi người. Mọi người đoán coi. Nhưng mà tôi đoán là cái chiều hướng nhẹ ngu nhiều lắm mọi người. Ngu. Nó tự nói nó ngu kìa mọi người. Con mèo này. Nó tự kiểu nó ngu vậy. Em ơi. Sao con? Muốn gì? Nằm như này cứ quấy không à. Không được đọc tác thừa. Không được đọc tác thừa. Mày chắc chứ? Không. Không đúng rồi, đúng rồi. Không, chứ không hồi nãy thì chị, chứ không hồi nãy thì em phải xem sai. Ơ, thế hôm nay nhả lóc não của vitamin thật à? Còn vitamin đang lão nhả. Sao vậy vậy nhanh đó mọi người. Mẹ nhà làm không, hôm qua nó ngu lắm. Hôm nay nó mới nhanh thôi. Tại vì hôm qua nó ngu rồi. Cho nên hôm nay nó mới nhanh được vậy đây. Chứ hôm qua nó dạy cho này ngu vậy đâu rồi. Không, thì hôm qua em coi. Em vừa đi tắm xong quay về cho thấy nhà chị Trang. Nghĩ sao vậy, chạy đang chạy cót đây. Chứ không phải là đang chơi đâu. Tất cả chỉ là lý do. Ừ, nó bắt đầu ngu lại. Tí nữa nhầm. Ừ, vậy biết đâu. Cái quỷ đạo. Cái này đấy. Thôi nhả bớt ngu rồi mọi người. Kinh chưa, kinh chưa. Kỷ luật 22 phút. Không lấy cái tòa he đi. Tòa he ở đâu? Ủa có tòa he ở đây ở đâu ta? Đảo. Phát này tao nhớ thắp hương mà. Ờ đúng rồi. Wow, để coi hôm qua chưa đọc này. Một thẻ năm một thẻ hương 55 thẻ tiền vàng 108 lễ vải mua dữ vậy. Người giấy 22 chiếc. Tại chơi kinh doanh thì phải dùng tiền chứ. 21 triệu 500 này. Không lẽ đây là số tiền đầu tư à? Tiền đầu tư gì, tiền mua nhang để cúng đây. Không, ý là kia thôi. Ý là tao nói là mấy ảnh lồng cái tiền mà đầu tư thân chục này chứ hai mấy triệu thôi. Đầu tư làm gì ít vậy? Ai biết được. Toàn đồ nhà không à. Ờ, vậy như thế nào nhỉ? Nè, lại chi dứa này. Trong đây có cái gì không nhỉ? Có này đây là cấp 3 là có tòa hè ở đâu ta quên. Không dùng được à, cái chanh. Đúng rồi, dán bức tranh lên. Thầy ơi. Dán bức tranh lên. Ừ từ. Tao quên. Rồi, bái. Ủa
con đeo môi nhà bà. Ủa xong hả? Ok. Cái gì đây? À được rồi nè. Nhã đi ăn rồi. Sao vậy? Nhã nó không thể nào bình thường được mọi người. Cái gì vậy? Khúc này. Khúc đó đi đi, mày ra ôm anh Vũ tí thôi. Đấy, cửa đóng lại thôi, có gì đâu. Đủ. Cảm ơn Lọc Đạn, cảm ơn Ben Boy Hanasan, cảm ơn em. Bỏ đi, bị cấm sừng thì bỏ đi, chui vô đó khóc làm cái gì. Đợi nhiệt còn nhiều con mà. À ý mày kêu anh Vũ bị cấm sừng, ô ta mét anh Vũ. Trừ con đi cu ra thôi, không còn ai đâu anh ơi. Phải mấy anh Vũ hả mọi người, nhẹ như vậy là không thể tha thứ. Vậy đã tặng, đã được tặng game rồi. Ừ. Còn... được tặng hơn nào? Xong nói là được tặng game mà. Tặng đâu? Mua đấy. À, đây nghe. Ông làm sao vậy? Sao lại cho con bé yêu thằng đó? Làm ấm lên như thế, con bé nó lớn rồi. Mà cứ đạch vui cuộc đời nó chứ. Xuyên thì biết. Ông có biết cái thằng đó là một loại nghèo kém không? Anh Vũ sợ vợ. Tôi đã chặn sẵn. Nghèo không có tội, nghèo không có tội. Ừ. Nghèo không có tội chỉ có ngu mới có tội thôi. Dạ. Việc chi tiêu cho cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết thì ông biết gì. Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai cho bé. Thầy thì... bà không có lòng em. À, ông giận đánh tôi à? Đồ bu bu. Hay quá, hay quá anh Vũ ơi, hay quá anh Vũ ơi. Hay quá anh Vũ ơi. Mình sợ cái gì nữa, vào luôn. Rồi đi ra đầu giường, trong gần cái tủ. Xét thôi, đi thẳng trước. Thẳng trước. Không có gì hết, thẳng trước cúi xuống. Đó, tòa he. Đụng đi. Rồi còn lại tự mà. Ừ, dặm chị Dung, dặm chị Dung hết chi xí. Tôi đi hâm canh đi. Canh gì? Cái chìa khóa đó mở tầng nào? Đi đâu nữa? Phải gì? Phải gì? Chìa khóa là lấy nhà nó nhặt. Mày lấy được cái khóa đó đúng không? Khóa đó bây giờ em mở cái phòng mà vợ chồng cãi nhau rồi đúng không? Tôi chưa mở cái đám mộ. Chưa. Không quay chê đấy. Lên trên nè. Gì vậy? Mở cái chốt đường cửa phòng ngủ ra. Cái chìa khóa cũ đó là mở cái tủ ở trong cái phòng ngủ vợ chồng mà. Rồi. Mở với lượt lấy được thêm một cái chìa khóa nữa. Rồi lấy được cái chìa khóa à. Cái chìa khóa đó đi em mở cái hộp ở dưới đó chưa? Cái chỗ đầu giường ấy. Rồi nè. Rồi. Em đi vô nhà vệ sinh. À rồi, nhớ rồi. Em lấy cái ngón tay. Ew.
đi xuống tầng 1. Đi rồi, về khu này nha. Nào, bắt buộc à. Tao không nhìn đâu, tao biết đằng sau có gì mà. Alo. Đây. Đây, anh em đang nhìn này. Nhìn đi. Nhìn đi, quay mặt đầu tư. Nhìn đi. Nhìn xuống. Thấy nhìn xuống dưới rồi. Nhìn xuống dưới đi, mày thấy có một cái hàm răng nữa. Đấy, rồi. Mặt ông Vũ lộn ngược à. Khúc này không sợ lắm. Ok, chúng ta quay đã quay được chương 4. Ê, ông già, có quà cho ông này. Ê, có quà này. Ông già, alo, ông già ơi. Gọi không nghe à. Qua bên kia một tí. Gì? Ông không nghe. Ba ơi, cháu, cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Xong chưa? Ủa, bây giờ tình này này là tiếp tục công trình này. Con vô đầu bây giờ. Chìa khóa này dẫn đi đâu nhờ? À, phòng ấy. Chìa khóa đó dẫn vào cái tầng cái cách tầng mấy? Dạ, cái này là mua trong nhà đi. Biết rồi, biết không, nó thằng nào rồi. Không phải phòng đó đâu. Cái phòng dưới, phòng máy khâu ấy. Đấy quá, phòng máy khâu chứ. Ủa? Phòng máy khâu. Trong này không có cái bị hù nhau nha. Qua đi. Không, đâu bị hù đâu. Hôm qua có một con mình đã cầm ra đây. Phải làm. Hù để đâu. Ô, gánh ảnh thôi. Oh.
mấy cái ảnh vào đi, nhặt mấy cái ảnh trên quan tài đi. Kêu nó rồi, kêu nó rồi. Thì cô đang đi thăm đồ ăn rồi. Nó chỉ là ấy mà, nó chỉ để mở secret mà. Mở secret như thế nào? Secret chưa, lúc này chưa. Chưa hả? Không mà chỗ này, ủa vừa nãy Riku nói hình như đâu có đợi chỗ này đâu. Không thì đợi Riku ấy. Nghe cái vò nhỉ tí nha. Ủa, ở ngoài lạ nha. Cũng là có cái bàn thờ như thế này à. Anh nghĩ là nó liên quan tới 5 con tò he, nếu mà lấy đủ 5 con thì một cái chỉ good là ending. Good ending thôi, còn cái việc mà để ra secret ending á, em nghĩ là đằng sau trong này nè. Nó, ừ, nó không cho dùng cái bật lửa, em nghĩ trong đây nè. Hay có khi nào gắn mấy con cò heo vào đấy không? Gì đâu được đâu. Tại sao cái kiềm này vẫn ở đây hoài? Có tác dụng gì? Cái kiềm nó được để... Ừ, cái kiềm... Kiềm nó vẫn còn thôi. Đây nó quan tài à. Ai cái nồi ngồi đây nghe kéo nhị ra. Ngồi nghe giải trí đi đi. Đợi cu đâu rồi? Ờ cái gì mà chỉ còn cái lá không vậy? Kỳ chiêu ngồi nghe tiếng nhị đi cụ đâu rồi. Hát cho anh em kinh chắc nghe bài kìa. Nghe cần chờ. Hát cho Anaki nghe kìa. Kêu Anaki ra đây hát đi. Vì bên đây không có gì khác. Làm gì bây giờ? Đây, bây giờ có một cái remix tiếng nhị nè. Thảo Nam lấy cái... Anh Thảo Nam lấy cái đờn ấy ra. Đờn guitar ra. À, với tiếng nhị. Đàn là kiểu nhị rồi. Cái này là gì vậy? Thì hiểu một tí văn hóa của bên miền Bắc nha. Giờ thì kiểu nhị như trong dây ngủ. Cái này là thiếu bát nữa mới thành Luffy. Phải cái nồi à. Cái chuối à. Phải chuối. Ơ giật mình, tưởng ăn được trái chuối à, để cho tưởng ăn được à. Đùa à, đòi ăn đồ ăn thì bị chết à. Giật mình tưởng dưới trái chuối có cái ta gì ta đang tủ mà. Người ta đang tủ mà cái kìa. Này có nhen đèn trà bánh vàng mã.
này là lít luôn nhưng mà không đủ nữa. Thôi gánh ảnh đi em. Pico đâu trời. Pico gặp phèn giờ mình khi thấy ngoi lên nữa thì khả năng cao. Ê kìa, thấy nghe thấy tiếng rồi kìa. Đang gắn... Ủa mày lấy được rồi, con tòa he ở trong vườn chưa? Alo. Chưa. Chưa. Đang đợi Pico chỉ coi có được cái... Siri. À, Siri hả? Bây giờ trong cái phòng này nha, mày mò đường, mày đi ngang qua chỗ mấy cái phòng mà... Mấy cái phòng mà sao ta cứ... Mày phải mò ra được cái phòng mà bên liên thông quá. Cứ đi dò đi, chỗ này không có hù, chỗ này không có dương kìa. Cái phòng nhà máy ấy, phải nghe mày không? Phòng nhà máy á. Ừ, đây, trong phòng nhà rồi máy đi mò ngang qua mấy cái quan tài thôi. Con gắn ảnh xong rồi đi mò. Không gắn ảnh là nó còn bình thường đấy. Gắn ảnh nó còn bình thường đấy. Anh Dũng ơi, anh chơi kiểu này ai chơi lại anh. Thử đi mà xung quanh cái tường á. Còn nếu mà không ra thì đợi nó ra ngày mai. Lúc mà nó có cái con mannequin á thì mà. Kìa cứ đi. Kìa có cái cửa sáng chứ kìa. Thấy không? Cái này có cửa sáng à, đâu cái cửa đó cửa ra nè đúng không? Cửa ra. Hướng bên này nè, hướng sau lưng tao nè, tao đang ngồi nè. Đây là cái bàn làm việc đúng không? Trên cái bàn này có gì không ta? Cái bàn nó có ghế đèn mà em kêu phèn ấy. Chúc là vô được phòng này là có khả năng cao là ra được xíu lúc ẻn đấy. Nhưng mà tại vì xíu lúc ẻn là nó là cái phòng kế bên phòng này, ngay cái may ấy. Mà phải mở cửa được ra coi chừng là chìa khóa cái phòng này mày thử lục hết mới giờ tối rồi. Thì cái này mới mò vô tiệm may là nó ra cái này nè. Ừ đang mò thôi. Như có thể là chưa biết xíu đèn ở đâu ấy. Có thể trong này là có lấy được cái chìa khóa. Ừ. Thử đi. Đi thử đi xung quanh đi nào. Mày phép kiếm. Đi coi nó có kịch đi dưới kia không? Mày thử đi hướng ngược lại luôn coi. Biết đâu nãy giờ xoay vậy. Ôi sao kẹo rồi. Đi thẳng ra kia thôi chứ cái chỗ này đâu còn gì nữa đâu. Có cái gì xanh xanh bên cái miếng vải kìa. Đó thấy không? Có gì xanh xanh bên miếng vải kìa phải không? Ông bụi hay sao? Không phải. Ờ đi tiếng không được. Ở à đây, có cái gì dướng ở đây à? Có dướng cái gì á? Cái bàn ở dưới á, có cái bàn ở dưới, mày hé cái bàn nó ra. Có cái bàn dưới. Ơ, à, lỗi này. Có cái bàn bên dưới mày hé ra nữa. Rồi, đi thử qua bên kia coi nè. Đi xung quanh cái quan tài này coi. Anh em bận vừa thôi. Anh em mất bận. Coi kỹ. Rồi đi qua bên kia đi. Qua bên cái cửa sáng này đó. Cửa. Được hả? Vậy lắp ảnh luôn đi, xong rồi nó ra cái tiệm may rồi nào. Lắp ảnh đi, có khi cái này là ra không gian khác rồi. Tại cái này hôm bữa hình như là có một cái lỗi là bước thẳng vô trong phòng series này luôn. Nhưng mà chắc anh bị phí rồi. Cảm ơn chú bếp hờ. Cô chú ơi, đừng, cô chú ơi, đừng. Rồi đi mò trong cái khu này thôi, có gì. Ốc cái cửa nè.
Thôi nó có cái này nè. Ừ đúng rồi, nó có cái khóa. Phải tìm cách mở khóa. Có hai khóa thôi. Không dùng kìm nữa, như đó không dùng kìm nữa. Nhớ không còn mà là cành này không? Không, mày phải làm xong nhiệm vụ phòng này cơ mới có mang cái cành. Chứ là lấy những bố tài liệu nó mới ra được cái. Okay. Lấy hết tài liệu bên trong này nó mới ra. Mà là cần nó mày màu đi đã rồi mày hẳn lấy. Màu hết đi đã rồi mày hẳn lấy. Cái đèn khó chịu thế nhờ, cái hồng quẹt. Anh nhớ ý kiến ống cái đèn pin làm chi để ống kiện cái cửa đó nó hình đẹp đó. Hồi sáng có bạn mò ra cái cửa hình đẹp cực kỳ. Không phải nè. Đốt lên con. Nếu mà tìm không được thì đợi cái lúc con ma nơ căn nó ra. Đợi cái lúc con ma nơ căn tao nghĩ là chắc là bị nó dí á, xong rồi mới dí chạy qua phòng nó. Nhưng mà giờ tìm chút đã. Nó chỉ đi sau lưng thôi mà. Có một phòng này là gần nhất cái phòng mà mọi người đoán là có thể là có Sirius End thôi. Mọi người cũng đoán là cái phòng đó thôi chứ thực ra là cũng chưa ai biết được Sirius End đâu. Tại vì nó liên quan tới cái nhà máy may này. Cái này là con chó cơ, không phải cái này đâu á. Con chú ạ. Đi nhau. Nào, bật cái lửa lên nào. Giáo chủ hồ mẹ nó vẫn mò game đấy à. Quyết tâm cài game mà. Thương hồ mẹ. Quyết tâm tìm ra định luật. Biết rồi. Rồi, rồi. Giờ sao? Không mà nó cần đi tìm rồi. Chưa, nó phải hù. Nó đi. Nó hù một cái xong rồi. Ở đâu hình như nó hù cái nó đóng cửa. Kia là đừng có ra ngoài cái cửa. Đó kìa. Con này là Canon, ý Tommy nó chỉ đi theo mà thôi, nó không làm gì đâu nha, cứ mò đi. Nó đi theo thôi. Cứ mò đi. Em mày lấy kim, mày bẻ răng nó ra. Không phải, đang ngồi, cái này mày nó cắt mà. Không được đâu. Không dùng được đâu. Định dùng cửa hàng cắm vô mang canh à. Cứ đi mò đi, ra nè đã. Cửa mở rồi nhưng mà từ từ. Mò ấy. Không gì có thể là ngoài nghĩa trang ta. Tại nghĩa trang hôm qua ta cũng không mò này. Mà nghĩa trang có góc bóp như vậy có khi nào nữa. Thấy cái miệng nó không? Thấy cái miệng nó không? Nó đang bị dán nè. Thì ta nghĩ là bên trong nó có cái gì đó. Bên trong cứ quá cần, không? Cần cái kéo. Có nghĩa là cần cái kéo. Nhưng mà mày ra khỏi phòng này thì mày đâu có quay lại đụng nữa đâu mà lấy kéo. Trong khi kéo ở tích kia. Ơ, nhưng phòng này có kéo mà. Kiếm kéo đi. Đâu? Đâu, phòng này có. Ủa, kéo đâu? Tao nhớ là chương 4 có kéo rồi mà. Phòng này có kéo đâu. Quên, kéo ở phòng TV. Quên. Kéo phòng TV giống như phòng này. Nhưng mà bây giờ mày ra cái là con này nó di chuyển vậy thôi, không ý mày. Mà tìm không ra được cửa thì chịu. Trời, chả đi rồi kìa. Kẹt rồi. Kẹt mẹ ơi. Trời ơi, đi rồi làm cái gì nhá.
Có cái tủ này ta, có cửa bí mật nào không? Nó chỉ đi sợ thôi đúng không? Nó không cắn, không hù gì đúng không? Đi đi đi, nó không có làm gì đâu. Good end là phải thu thập đủ tất cả các con cò he. Anh em lên lên YouTube coi lại clip của Rico á. Rico đã thu thập được tất cả các con cò he cho anh em rồi á. Anh em coi lại clip là có thể tìm được vị trí cò he để mà lấy cái mà anh em không muốn mà. Rico cắt ra thành 6 clip á. Anh em coi đủ 6 clip là good end. Tủ trống này có vấn đề quá nhỉ. Sao ta? Nghĩ sao? Có vấn đề không? Nó nghĩ cần phải cái kéo nè, mình nhìn cái miệng nó có một cái băng dính nè. Có liên quan với con này, tại con này không hù con không ấy cũng nó chỉ hù là sao thôi. Có liên quan con này, vậy con này nó làm đây nó cũng không có giết mày mà nó chỉ đúng đi, rồi. Đi đúng rồi không? Cho nên cứ với mày thấy không, có một cái băng dính màu đỏ ở đây chắc chắn nó phải có tương tác gì đó, tao nghĩ cần cái kéo. Nhưng mà bây giờ mày ra khỏi phòng mày lấy kéo, tại vì kéo nằm ở trên phòng radio. Mày ra khỏi phòng là coi như nào, phòng đóng cửa mày không thể nào vô lại được. Tao đã thử ra khỏi phòng mà tao vô lại rồi không được, là phòng này mày chỉ vô được đúng một lần ở đây thôi, nó không có như mấy phòng khác nữa. Thế nên tao nghĩ là phòng này là secret end. Lấy kéo trước đúng không? Lấy kéo trước rồi. Ủa phải vô phòng này là mới được lấy kéo đúng không? Ủa mà trong người ta đâu có chiếc chìa khóa nào đâu. Từ từ, mình có sai từ ban đầu không nha? Ủa có cái con dòi gì trên tường vậy phải không? À. Nhầm tốt. Bạn trong người tao là chưa có chìa khóa nào nè. Mà mục đích của mình vô đây á, có nghĩa là để lấy mục đích của mình vô phòng này mà làm cả nguyên một phòng nó rất là đơn giản luôn, chỉ lấy tài liệu thôi. Thì như vậy hơi thấy vô lý đúng không? Mà đúng phòng rồi, này lại rồi. Là phòng liên kết với cái phòng bổ dung kia nữa, cho nên là khả năng mày, cao là mọi người đoán là cái phòng tới này rồi. Sẽ là cái thôi. Mình đã đi sai lấy cái phần gì rồi. Đó trước đi vô phòng này ta, giờ mày ra khỏi phòng đúng mà coi như hết rồi. Rồi, ra đây đúng không? Thì mình đi đâu tiếp? Con nói là con mang căn nha, không phải con mang nha. Mình lên đây thì nó mới trigger. Cái thằng mà suối uống thuốc này và là cái thằng mà nó kêu mình lấy 3 món đồ luôn đấy. Khó hiểu những loại thuốc này chưa hợp pháp cho lắm, cô nhớ phải kiếm chuyện này nhé. Nếu cây răng với lại tóc nữa, cái tiệm đồ cháu sẽ về tác động với bố cháu chắc sẽ ổn thôi cô ạ. Đậu gì hai gia đình rồi cũng trở thành thương gia chứ mà. Ủa trở thành thương gia nhập anh Hunter. Còn thằng sinh viên nghèo kia cô sẽ có cách không lấy kéo xong rồi mình
một hai trắng vàng, tôi nghĩ đây là một cái mật mã nè. Thì họ, ai cũng biết nhưng mà không biết dạ đâu ấy. Phải kiếm đủ loại thuốc ta. Có thể là kiếm đủ loại thuốc ta. Bữa giờ mới thấy có một lọ. Nè kéo trong đây à. Cái phòng này đúng quá đơn giản nha. Phòng này lấy răng. Cho nên tao ngỏ phải quá à. Có kéo nè. Đi xuống dưới đúng không? Mày lấy được kéo chưa? Kiếm được chìa khóa nữa cơ. Kiếm chìa khóa. Chưa, trong phòng đó luôn. Bắt đầu có triệu chứng buồn nôn. Đúa, mới chơi có tí. Bây giờ lên sân thượng lấy cái kìm nữa, à, lấy cái ba to đi. Cái này hết đồ rồi. Lấy cái cậy á. Đáng ra là hình như là trước khi phải vào cái nhà máy may đó thì phải đi kiếm cái gì đó ở trên này nè. Ừ, có thể kiếm cái ba to. Không phải kiếm cây ba to mà mày phải trigger được cái phòng kia nó lúc mà Hunter nói chuyện với lại bà mẹ. Nhưng mà phải bây giờ thì được. Mẹ không vô được phòng này nữa rồi, đâu vô được phòng đó nữa đâu. Đúng rồi, có nghĩa là phải trigger được, cái cuộc nói chuyện ở đây nè thì mới được. Anh Dũng anh làm game máy quá. Thì cô ăn mì. Nè, nhìn cảnh này ra ăn mì cô. Ăn mì hoài. Nhưng mà công nhận cái bọn Hàn Quốc với bọn Nhật Bản nó cày kinh khủng luôn mọi người. Nó cày cho tới khi nào mà ra được series end thì thôi, nhưng mà vẫn chưa ra. Tại hồi sáng tôi đi lúc lý vừa nó phát new, nó để tiêu đề series end thôi chứ không series end nữa đâu. Bạn nước ngoài nó quyết tâm rồi, nó quyết tâm nó sẽ phá đảo. Nhưng mà nó chưa ra. Nhưng mà nó vẫn chưa ra. Cái nút G đâu rồi? Để thử cày lại cái chapter này, chapter 2 luôn. Mà chưa vô tìm được ra cái này. Cái tên này là 4. Để anh thử cái khi vô nhà máy may anh đi tìm xung quanh cái nhà có cái gì nha. Vô thì may ra tao biết. Mày thì may ra có biết hay không series end. Ôi kiếm sụt cốt thì mấy thằng crack thì nó chắc là kiếm được. Nhưng mà kiểu như là mấy thằng đó sẽ không up YouTube. Còn bọn mà cày YouTube thì thấy là sáng giờ chưa ra. Phải may thì không biết. Hoặc là đúng có rồi, thể là series end là block trick thôi. Block trick là series end là anh Dũng chưa add vô. Về sau bạn update mới có series end có thể. Dạ biết. Hoặc lên nữa. Sếp cứ ông lên có DLC. DLC DLC đất em. Sếp cứ ngơ ngơ như chiều. Ủa có anh em nào được rồi hả? Mày kêu vậy thôi hả? Ghê vậy? Các bạn biển đang bí ẩn đấy. Cái này đưa xuống đây là sao rồi? Ngoài đưa cái đó.
quá, cái chắc cái ba này nó đứng rõ dài luôn đấy. Người xây khác nữa rồi. Kéo cái màu sáng xuống, đẩy kéo màu sáng xuống. Không, đẩy cái kia qua, đẩy kia qua. Đẩy kia qua rồi kéo nó lên rồi đi là được hả? Thì bao giờ mình sửa mình chơi cái khác này dễ ghê. Chưa đăng đâu, dù bây giờ có cũng chưa đăng nữa. Đang hot. Lại đũa đi, lại đũa đi. Ui giời ơi. Sao bé đăng ta? Chưa. Mày phải lấy cái kéo đã. Kéo rồi. Thấy chìa khóa chưa? Thấy chìa khóa chưa? Có rồi. Chìa khóa rồi đúng không? Vậy là ra ngoài nhà. Dùng cũng được nhờ. Ra ngoài nhà. Dùng chìa khóa. Có được chìa khóa rồi thì ra ngoài nhà. Lượm được chìa khóa rồi đúng không? Ra ngoài nhà đi. Ra ngoài nhà luôn, tin tao. Mày tin tao không? Không. Không thì mày mò tiếp đi. Ra khoa thì không tin mày đâu. Tao nói mày ra ngoài nhà chứ tao không cho mày vô trong phòng đâu. Quay sau lưng, quay sau lưng. Sau lưng. Đó, cửa ra. Tát vô. Giờ đi lùi thử nha. Đi lùi làm chó. Chạy thẳng vô cái miếu. Cái con thờ hen. Cái kéo bắt con thờ hen. Cười buồn què. Ừ, anh Vũ thay là Sirius ở chỗ con chó. Mà không biết nữa. Gì vậy? Lụm cái kìm đó thôi. À, thôi. Mở hai mắt nha.
có Sirius N ở chỗ con cháu, không lẽ là Sirius N đúng như mọi người đồn ta là anh Dũng, Dũng quay xe đi về, không thuê nữa. Nghi lắm. Ở chỗ con cháu là ngay ghép đầu thì chỉ có thế. Phúc này làm gì nữa? Thấy được rồi, lên bẻ răng đi. Không nhà kiếm được con tờ he chân này rồi. Trong cái bụi cây kiếm được rồi. Thì được có nắm tay mình lại nhé. Ơ? Đâu rồi? Đà. Vô phòng Phật làm cái gì hả con? Vô đâu, vô đây làm cái gì? Thấy rồi, phòng đó có vô nữa không? Có gì đâu, thấy rồi. Giờ đi bẻ răng đi, cho chi. Bẻ đâu? Chỗ này có ai xét? Đây để coi có gì trong này không? Không có gì hết, quay tao đi rồi. Đi đâu? Đi đâu? Xác nằm đâu? Xác nằm trong tủ lạnh đi. Nó quay về á. Đi chơi á mày. Yên tâm đi mày, bẻ cổ, bẻ răng nó xong nó sẽ bóc cổ mày. Đúng rồi. Tại nó nằm lặng quá. Chủ bóng tay heo rồi. Ra ngoài nó thử tính kiếm. Chủ răng nha anh nha. Nó bị thiếu mấy một cái to con to heo. Nó bị cái con to heo. Đâu đủ rồi, đủ rồi, còn chương 5 mới khó. À. Chương này chương 4 mà. Chương 5 có thêm một con tòa he nữa. Ờ, chương 5 con tòa he nữa. Okay. Chương 5 con tòa he ở đâu quên ta? Chương 5 hình như là phải phải lấy được con tòa he để chương 5 con tòa he năm sinh. Chương 5 con tòa he ở trong cái chỗ hai cái quan tài ấy. Ờ. Chương 5 con tòa he ở hai chỗ quan tài. Đúng rồi, tại Dương Nam còn tỏ he nam sinh, mà tỏ he nam sinh là cần phải có để mà thoát ra khỏi cái phòng quan tài đó. Cho nên là Dương Nam là không biết được. Ấy. Bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Dạ mất dạy. Thật ra game anh Dũng làm cũng hay quá. Dẫn chắc chi tiết cho là thằng này là cái thằng mà pháp sư mà đi muốn cướp Maylin mà cho Maylin uống thuốc á. Nó cũng nghiên cứu về mấy cái bùa ngải á. Cho nên là thằng này mới có chìa khóa của, thứ nhất là chìa khóa của cái phòng mà giấu trao của Maylin là thứ nhất. Thứ hai là có chìa khóa của cái phòng mà niệm Phật á. Chứ còn lại thằng này đâu còn chìa khóa của phòng này nữa đâu. Còn lại mình đi tự lập mà. Nó chỉ có đúng chìa khóa, ừ, nó chỉ có đúng cái chìa khóa của cái phòng niệm Phật là một phòng của đi giữ trao của mấy anh nè. Dương Ngâm em làm gì mấy anh ơi? Gì đâu đây? Còn ai không vậy? Alo?
Lúc này làm sao? Đang sợ. Lúc này mày trong phòng này hết rồi, rồi giờ đi. Mày đưa đưa cái răng xuống cho ông kia đi. Đưa rồi. Xong rồi về phòng cửa chính đó, mở cửa ra. Bướm bay các kiểu. Kiếm bù lóc nhóc. Xong rồi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài để cho nó access cái điện thoại lên cho nó kêu. Game này có nói kể chuyện rất cuốn. Ồ đúng rồi. Alo. Game này tính ra là anh Dũng làm cốt truyện cuốn. Có nghe thấy tao nói gì đồ ngoài ok. Alo. Thì anh đấy à? Tính năng game ấy thì anh Vũ mới học cốt thôi, cho nên là nó chưa được một cái lắm, nhưng mà cũng ok quá rồi. Một cái phát không cho mày. Chứ người ta mới cứu được nhé. Chết, đêm đó còn một thanh niên phát hiện treo cổ cùng con gái trong phòng. Cô gái thì được cho thanh niên này là người yêu của cô gái sẽ ra án mạng. Phần ai nhà hình như cả hai viết thư cho nhau hẹn ngày. Ở đây mới lộ ra là cái việc mà đúng ra là con Maylin nó chết bị thần trùng, nhưng mà con Maylin nó không khai, là thằng người yêu khai, cho nên là người yêu đó rồi. Ra gặp em thôi nhã. Ra gặp em đi, em khóc kìa. Nhớ kiếm tòa he nha. Tòa he nè em kìa. Thấy chưa, bên kia kìa nhỉ. Bên kia, đối diện cái chỗ này. Đây. Chỗ này không có hù, bà hãy kết quân. Em lại chị Maylin lại gì? Trời ơi, mày sợ Maylin à? Rồi qua bên kia lấy tờ giấy. Chị nhóc đầu mày, em xem cái nào. Yên tâm, tí nữa chị sẽ ngóc đầu dậy cho mày. Ok thiệt à. Nhà này bị thần trùng ám nên mới chết cả nhà, nếu không ngăn chặn sẽ còn nhiều người chết, phải chết. Có tiềm năng dữ lắm mới làm được. Như như là anh Vũ vừa học vừa làm mà anh Vũ làm được nhiêu đây, trời ơi, công nhận anh Vũ giỏi thật. Trong đám tang riêng quan tài của con gái phải đặt riêng trong phòng kính, chiều quan tài không được quay ra cửa. Ô, sau đám tang người đưa siêu dịch rồi đưa đi thiêu xác con đứa con gái, sau này thì đó là thầy làm giữ giống linh hồn mãi mãi để không cho tiếp tục khiến người trong nhà phải chết. Cho chết cho sẽ được cất giữ một nỗi bí mật trong nhà. Hà Nội người em chưa từ chỉ bật dậy rồi đúng không? Password ID ấn đầu chị nhét xuống nga. Đúng rồi. Đập dấu ngay chỗ con quẹ. Con quẹ đó là con thần trùng á mọi người. Anh Dũng làm biểu tượng con quẹ là biểu tượng của hình dáng con thần trùng á. Là thần trùng rồi đang tra khảo người này. Nhưng mà thật ra là cái thằng mà đứng khai là cái thằng đứng sau, có thể là cái thằng người yêu của Maylin chứ không phải là Maylin khai. Có một cái thằng đứng sau trong lúc mà con thần trùng tra khảo Maylin á, thì Maylin sẽ không nói, tại vì Maylin khá là yêu quý bố mẹ mình, đọc trong mấy cái tờ nó thì thấy vậy. Và cái thằng mà đứng sau Maylin á là cái thằng người yêu của Maylin á, lúc đó là nó thù với gia đình này quá, bị ngăn cấm tình yêu của nó, cho nên nó khai ra hết. Tại vì hai đứa là treo cổ chết cùng lúc cùng chỗ,
cho nên là thần trùng khai đứa này không được thì đứa kia tự khai là ra luôn ba mẹ Mai Linh. Cho nên là lúc đó là Mai Linh bị oan mọi người. Em 11 gì đây? Hai 114 đúng không? 46 6 à. Tới cuối rồi đọc cho. Bây giờ mày treo con tò he lên nó đi. Treo con tò he nam sinh với nữ sinh lên nó. Ta cũng phải coi à, ông giấu ở đâu chứ. À thấy rồi. Hai 116 Ừ, đang cố gắng đi thì đến em. Càng nghĩ thì đến càng gì đâu có anh ơi. Thứ nhất, giữ kiện game là cả gia đình này rất yêu thương Mai Linh từ nhỏ luôn. Và bố của nó rất yêu thương Mai Linh. Không thể nào mà Mai Linh thù được. Mà cho dù mà lúc mà bị ngăn cấm thì Mai Linh cũng chỉ biết khóc và trầm cảm thôi. Cho nên á, là cái lúc mà tự tử á, thì Mai Linh và thằng người yêu hẹn nhau, là thằng người yêu trèo tường qua nhà Mai Linh để hẹn nhau cùng treo cổ tự tử. Nhưng mà cái lúc mà treo cổ tự tử đó, thì người nhà lại kêu phía cảnh sát này là giấu cái việc này đi, rút tiền cho cảnh sát giấu cái việc này đi. Cho nên là bên tất cả người ngoài đều tưởng là chỉ có mình Mai Linh chết thôi, không biết được là có sự tồn tại của cái chết của anh Long nữa. Đó là dự kiện 1 nha. Dự kiện 2, khi mà anh về của cái phòng mà của ông pháp sư cuối cùng á, anh sẽ thấy một tờ giấy á, nó ghi giải thích thần trùng tập tới khúc cuối á, thì có một cái dòng giải thích là nhiều khi có hai người chết cùng lúc vào cùng chỗ, nhưng mà thần trùng hỏi người này không khai mà người kia khai thì cũng sẽ dẫn đến là cái người bị khai chết. Có nghĩa là Mai Linh và thằng đó chết cùng một chỗ, thì cái chỗ mà quan tài Mai Linh đó là thần trùng đang hỏi Mai Linh, nhưng cái thằng người yêu đứng sau, có một cái bóng thằng con nít, thằng người yêu đứng sau đấy, thì cái thằng đó là mới là người khai, chứ không phải là cái thằng chứ không phải là Mai Linh là người khai. Tại vì á, thằng đó nó thù cái gia đình này hơn là Mai Linh, cho nên là nhiều khi là cái thằng người yêu của nó khai chứ không phải là Mai Linh khai. Mà mọi người đều không biết lý do, đều không biết sự tồn tại cái chết của thằng này, cho nên là mọi người mới nghĩ là Mai Linh là bị thằng trùng bắt và bị thằng trùng khai, cho nên là cả gia đình mới chết trùng. Nhưng mà thực sự ra là không phải Mai Linh, cho nên là Mai Linh bị oan là chỗ là Mai Linh bị yểm bùa xong rồi bị nhốt ở một cái phòng đó không siêu thoát được. Tới khúc cuối cùng good end á thì mình mới giải cứu được cho Mai Linh. Hết rồi, thôi đi tiếp đi. Vụ gì trong này đây? Sao nhiều người vậy? Cho nên là dự kiện mà mọi người đều tưởng là gia đình Mai Linh bị thần trùng tra tấn xong rồi khai ra tên đó thì không phải. Tại vì Mai Linh nó toàn là nghe tiếng khóc rồi thấy không à. Mà thần trùng thì công nhận là nó có tra tấn Mai Linh thật, nhưng mà ngay cái khúc đó thì Rico đoán ra là tại vì có ngay cái thằng người yêu đứng sau nữa. Cái này đâu phải là giảng đường đại học. Rồi khúc cuối nữa anh vẫn còn cho thêm một cái tờ giấy ghi rõ ràng luôn là nhiều khi mà chết trùng cùng lúc cùng thời điểm á thì cũng ấy. Cái này thì có vấn đề nữa rồi nhá. Luôn dạ. Phải giảng đường đâu mà luôn. Ở kìa, cái này dành muốn ngựa mà. Thầy nghe nói rằng là em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường ta không? Anh nhà giàu là cái thằng không chết nha mọi người. Anh nhà giàu là cái thằng mà nó hại cả gia đình Mai Linh chết xong rồi nó thấy tội lỗi quá, nó sợ xuống địa ngục, cho nên nó mới nhờ mình là tìm kiếm là cái răng, cái tóc với lại cái ngón tay của những người mà nó hại ấy, để mà nó không trốn, không xuống được địa ngục. Với điều kiện là những cái người đó phải tha thứ, không có án nghiệp nặng với nó. Tha thứ là sao? Nếu như mà mình cứu được Mai Linh ra thì là linh hồn của Mai Linh được siêu thoát, thì thằng đó thì cũng sẽ được thoát tội và sẽ không biến thành quỷ. Còn nó có thoát tội hay không thì không biết, nói chung là nó không biến thành quỷ. Còn nếu mà mình không cứu được Mai Linh, có nghĩa là mình không thu được đủ 6 con tò he, thì cái thằng mà nhà giàu á sẽ thành quỷ và nó sẽ giết mình. Đó là hai ending mà tôi mò được. Còn series end thì tôi chưa mò được. Là thần trùng chỉ có tác dụng trong gia phả thôi, không phải anh ơi. Cái khúc cuối anh Dũng có một tờ note giải thích rõ ràng luôn là nhiều khi là hai người chết cùng lúc và cùng thời điểm. Có nghĩa là thằng người yêu sẽ không, cho dù là không cùng gia phả, không cùng gì á, nhưng mà thần trùng á, rõ ràng là hồi nãy trong cái quan tài đó anh,
thần trùng nó đang hỏi, nó đang tra tấn là nó đang hỏi Mai Linh chứ nó không phải hỏi thằng kia, mà thằng kia đứng ngoài khai cho nên thằng thần trùng biết thì nó cũng mày đọc lại cái câu này nè, mày đọc lại cái câu này nè. Theo dân gian thì thần trùng là một con quỷ gây ra hiện tượng trùng tan. Mày phải đợi tới phòng cuối cùng cơ, phòng cuối cùng có một cái giấy ẩn mà của thằng pháp sư kia nó mò ra cơ, cái tờ giấy trong phòng cuối cùng chứ không phải tờ giấy này. Tờ giấy này là coi như là cái thông tin công cộng, còn thông tin bí mật mà của trong phòng thằng pháp sư á, nó mới là mở lộ ra là thằng kia khai chứ không phải là comment lên khai. Mà khoan từ từ, một số nơi cái tờ giấy một số nó quan niệm là thần trùng là một vị thần bí ẩn chuyên đi tra. Nói chung là cái tờ giấy này không có dữ liệu. Tờ giấy này chỉ là giải thích cho mọi người chưa biết thần trùng là gì thôi. Còn cái tờ giấy bí mật của thằng pháp sư kia kìa, thằng pháp sư khúc cuối cơ, nó chỉ ghi rõ là chết cùng lúc và cùng thời điểm thôi, chứ nó không ghi là họ hàng gì hết. Alo, đi đâu tiếp? Nhiều khi là cái đó anh Dũng còn ghi rõ ràng là mượn dao giết người cơ mà, có nghĩa là mượn tay Mai Linh để giết người đấy. Anh Dũng ghi rõ ràng khúc cuối có cái câu là mượn dao giết người luôn. Bà lót tuyết vậy đi. Khi con game này có hai cái mình không có chuyển tới, là cái thuốc thuốc mình nhặt được là cái gì? Thuốc nó sẽ là một cái khác, nó có một cái mật mã. Đúng rồi, nó sẽ là mở mình còn Sirius M mình chưa mò ra nè. Mà anh Vũ nói là hình như là anh Vũ nói không biết có phải thật hay không, mà anh Vũ nói là Sirius M ở chỗ con chó, hình như là phải lấy cái gì đó ở chỗ con chó trước. Mà nhã hồi nãy soi vô chỗ con chó trời, đâu thấy gì đâu. Ừ, đâu thấy gì bàn tay đó. Cho cái gì cho con chó nhỉ? Ờ, thấy có một cái bóng ở đó. Ủa, lọ tóc rồi. Hồi nãy anh Vũ có nói là có gợi ý ở dưới đó là chỗ con chó, nhưng mà không biết có phải thật không. Chó tìm được lọ tóc rồi ạ. Không, nên mà chỗ con chó thì làm sao ra được chỗ con chó đúng không? Đúng rồi, thật ra là anh Dũng dẫn chuyện rất hay luôn. Tức là từ đầu tới cuối luôn, mọi người đều tưởng là Mai Linh là người có tội rồi gây ra cái chết cho cả gia đình. Nhưng mà không, tới cái tờ giấy cuối cùng mà đọc ra mới là ghi là mượn dao giết người. Tờ giấy cuối của cái trong phòng này là xưa này nè, nó lộ ra nhiều khá nhiều chuyện, nhưng mà tôi nghĩ là còn Sirius End nữa. Sirius End thế nào cũng lộ ra nhiều chuyện nữa. Gì đây, cách dẫn chuyện này rất hay. Làm gì đây? Tao nên làm gì đây? Cắt sức thôi. Cắt thôi rồi áo. Ơn kìa. Mày đưa lặng tóc cho ông già chưa? Về lại nhà đi. Ôi. Về lại nhà, đưa lên tầng phượng rồi vô phòng. Xong rồi đi xuống. Có thể lấy được cái xà beng trước khi vô cái phòng nhà máy khâu, nhưng mà nó không có sử dụng để làm gì. Nếu như mà giả sử anh Vũ nói thật á, thì ở chỗ con chó nó sẽ có cái gì đó mà mình phải mò để lấy được cái đó xong rồi mới ra được cái đó. Chắc là có cái chìa khóa hay gì ấy. Tí cho lại bằng 1 sẽ biết. Ừ, tí nữa cho lại bằng 1 thôi. Thế mà chị giao vô phòng hả? Đứng đợi chỗ con chó 10 phút, có xe ôm Grab tới chở mình đi. Vô phòng làm gì? Thôi đi ra ngoài lại đi. Đi ra lại đi. Đi xuống lại. Vô phòng hay lên tầng thượng gì á, tao không nhớ nữa. Hình như là lên tầng thượng ấy. Lên tầng thượng á. Nói chung là mày sẽ phải đi một vòng quanh nhà xong rồi đi xuống. Chỗ này hết hù rồi, tâm đi. Không có hù nữa đâu, có đèn không có hù đâu, bác đèn mới hù. Bác đèn mới hù. Rồi đó. Rồi, quay lại chỗ kia tìm ổng thôi. Không có kiếm mày đây. Hết rồi, bác đèn không có hù, bác đèn mới hù. Chỗ này hết hù rồi. Dạ, yeah, chết với tao. Không có con dao đây nè, cầm vô xử ổng luôn. Ổng chui rồi, ổng có giá đâu. Ổng xử rồi.
Ơ sao chỗ sáng thì không đi trước mà đi chỗ tối à? Ưu tiên đi chỗ sáng trước chứ. Ờ hết công tắc điện, tướng bật điện lên. Lượm hết giấy ra đi. Cúng gọi hồn. Đó, đây là ông pháp sư ổng đang gọi hồn là những người mà ổng đã hại. Để mà ổng kiếm đủ mấy cái như là tóc, răng, người, ngón tay gì đó. Để mà ổng có thể thoát được khỏi tội á. Đây là cái này ổng đang cúng nha mọi người. Ổng đang cúng có nghĩa là căn nhà nó bị ma ám á. Cho tới hiện tại mà căn nhà nó vẫn còn bị ma ám là tại ông này cúng. Rồi tiếp. Tôi đang đọc. Nếu con của người hoặc của người đúng không? Gọi của người gọi hoặc người sống trong khu vực gọi hồn này không phù hợp, có thể khiến hồn ma tức giận và gây nguy hiểm cho người đó. Nếu gọi hồn thành công thì không thể có thể thấy được hồn ma mà có thể lấy được những đồ vật mà họ nắm giữ trước khi qua đời nữa chứ. Đó, những đồ vật là răng của bà vợ, ngón tay của ông chồng và tóc của nhà ông gái. Mở tủ ra bốn ngăn. Ừ, mà trang xấu xấu xấu. Đây, anh Dũng ghi rõ luôn là mượn dao giết người kìa. Đọc đi. Trang. Đây, để tao đọc. Về hiện tượng thần trùng. Hiện tượng thần trùng thì đâu? Từ đầu không ấy rồi. Tuy nhiên á, đọc từ cái chỗ tuy nhiên á. Cái kia thì đâu giống cái tờ cũ rồi. Đọc đi, tuy nhiên. Tuy nhiên, theo đời đại của người xưa thì từng có trường hợp thần trùng không cần tra tấn đánh đập linh hồn mà vẫn khai ra tên tuổi người thân nhà trong nhà, mục đích là để trả vì lúc sinh thời người đó đối xử tàn tệ. Cũng có trường hợp hai, khoan từ cũng có trường hợp hai hay nhiều người cùng chết ở một nơi tại một chỗ, thần trùng sẽ tra khảo nơi này không được, nhưng người khác chết cùng chỗ đó lại khai ra cùng tên tuổi của người thân người kia, mục đích cũng không ngoài việc trả thù. Trường hợp này gọi là dạo giết người, là tội ác cực kỳ nguy hiểm, nghiêm trọng đến những thế hệ sau của kẻ gây tội này có thể phải hứng chịu hậu quả hoặc phải chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Thì có hai trường hợp, đọc tới đây có hai trường hợp luôn. Tuy nhiên Nhã bị ngờ u nên đọc xong sẽ hỏi chấm. Ok. Đây có hai trường hợp nha. Một á, cái trường hợp mà mượn dao giết người và là người khác không có nói là cùng gia phả hay không nha. Anh Dũng chỉ ghi là người khác thôi. Còn thế hệ sau của người khác thì em đang suy nghĩ là thế hệ sau có phải là cái thằng hiện tại đang nhờ mình để mà lấy mấy cái đồ đó không, hay là thằng pháp sư? Một á là thằng pháp sư, thì nếu mà thằng pháp sư thì ông này cũng rất là già rồi. Hai á là nếu mà cái ông hiện tại à, cái ông mà nhờ mình đi lấy ba món đồ á, là thế hệ sau của cái thằng người yêu của con kia, thì như vậy vô lý. Tại thằng người yêu nó chết rồi thì làm sao nó thế hệ sau được, trừ khi là nó gia tình gì trước với nhỏ nào đó thì có thai trước khi quen Mai Linh nữa cơ. Nhưng mà như vậy thì vô lý quá. Cái trường hợp này nói ông già là cái thằng thầy cúng tao thấy cũng sai. Ừ. Bởi vì lý do tại sao ở đây nó đã nói rõ là chết cùng một chỗ, thần trùng sẽ bắt hai tên, có nghĩa là nó sẽ bắt hai đứa người linh hồn đó. Ủa mày đi nè, tao có nói là tao nói là cái vụ mà thần trùng khai tên là xong rồi. Là thằng người yêu của Mai Linh khai tên. Còn tao đang nói là cái thằng mà nhờ mày đi lấy ma món đồ, chứ không phải là cái thằng khai tên. Nhã có hiểu vấn đề không vậy? Hiểu, thì cái thằng lấy ba món đồ đó chứ thằng. Ừ, ta đang nói là ba món đồ này thì có thể là cái thằng mà ông nhà giàu á, cái ông nhà giàu mà đưa thuốc cho bà mẹ Mai Linh á, thì lúc đó là ổng mới thấy là ổng gây ra cái chết như vậy, ổng có tội. Là cái thứ nhất, một là ổng, hai á là thế hệ sau của cái thằng người yêu của con Mai Linh này. Thế anh là con cháu của cậu sinh viên à? Ừ, có thể thôi. Nói chung là sẽ có một đứa con cháu của thằng sinh viên và phải chuộc lại lỗi lầm năm xưa của cái thằng này, vì đã khai ra tên của ba mẹ Mai Linh là khiến cho cả nhà chết oan. Nhưng mà vẫn còn chưa biết rõ được là thằng này là thằng nào cơ. Cho nên là khúc này hơi có nghi vấn ở nó. Mà nếu mà Sirius End á chỉ là anh sẽ ôm đi về thì nó vô lý quá. Lấy chìa khóa kìa. Đây,
đây là cách thoát khỏi âm ti địa phủ bằng cách là cúng rồi đi lấy ba món đồ của người chết đấy. Nhẹ đọc đi. Tuy nhiên vẫn có cách để những kẻ phạm tội tại đời này thoát khỏi âm ti địa phủ. Đây là phương pháp bí truyền, đúng không? Phương pháp bí truyền cần được một số kẻ áp dụng thành công hoặc không thì không thể biết. Nhưng xét theo sự khủng khiếp của hình phạt dưới địa ngục, họ vẫn mạo hiểm thực hiện. Đầu tiên, kẻ gây tội cần lấy những vật thuộc về thân thể của người mà mình làm hại. Thường là tóc, răng, cùng con tai, tứ chi. Nếu không thể lấy được chúng vì họ đã qua đời thì cần thực hiện một nghi lễ gọi hồn. Cổ xưa ở đây hiện nghi thức này đã thất truyền từ lâu, không ai biết phải làm thế nào để thực hiện, nhưng mà thằng này biết. Sau khi lấy được những vật trên rồi, cho vào nồi sắt cúng, cho vào nồi sắt cùng thạch tín, sa nhân, chu sa, ngu hoàng, hổ phách, đông trùng hạ thảo, sắt sông, ba đồng tiền hạ thảo, quên. Sau khi uống, lập tức chui vào một cái nơi tăm tối không có ánh sáng, ví dụ một góc nhà thùng lớn, để phun thuốc ngấm lâu vào cơ thể thanh lọc những tội lỗi mà kẻ đó thực hiện. Nhưng nếu tội lỗi nghiệp chướng quá lớn, trong lòng kẻ đó lại chưa chứa được sự hối cải, rất có thể. Đây, để giải thích cho anh Đu Đe, anh Dũng là ai? Anh Dũng thì đầu tiên là cái gia phả. Anh Vĩ là một cái gia phả rất lớn, anh Vĩ chỉ là người được thừa hưởng cái nhà này, mà cái nhà này từ trước đó đã nghe đã có tin đồn là có ma rồi. Là cái thứ nhất, có thể là cái nhà này trước đó đã có tin đồn thành trùng rồi. Là lúc mà gia đình này chưa chết nha, là anh Vĩ được thừa hưởng rồi. Thì có thể là trong một cái gia phả xa xôi nào đó thì anh Dũng lại nằm trong cái gia đình này. Thì đã là đi cú đoán được sau khi nhìn cái gia phả. Với lại á, sau khi mà cái good end nó xảy ra thì anh Dũng có suy nghĩ trong đầu là cô ơi, con đã đưa cô về với ba mẹ của cô rồi. Thì lý do vì sao anh Dũng lại gọi Mai Linh là cô thì chỉ có trong gia phả thôi, thì có thể là gia phả họ hàng xa sao, nhiều khi nó rẽ nhánh qua anh Vĩ là nhánh này và nhà anh Vĩ bị trùng tan, còn anh Dũng lại nhánh khác, cho nên là cũng có trời khuyên thương đất khiến nào đó anh Dũng lại rơi vào nhà này mà không bị chết. Liên quan đến nhà Vũ Dung. Hình như là em họ á. Em họ của mẹ. Sao? Có một cái tờ giấy nó ghi là làm đám tang á mà cho mà người chết á mà xây cái đầu ra ngoài cửa hay cái gì á mà nhớ là có độc á. Ừ. Sẽ bị gây ra hay là không siêu thoát gây ra hiện tượng trùng tang cái gì đấy mọi người. Cái đó là cách mà để nếu như mà tại vì mọi người sợ là Mai Linh là sinh vào giờ gì á, gọi là cái giờ cực xui hay giờ gì á, tôi quên mất cái từ rồi. Là bà mẹ bà cứ mê tín, bà nói với ông chồng á, trong một cuộc đối thoại bà nói với ông chồng á là Mai Linh sinh ra vào cái giờ sát gì đó, giờ sát chủ gì á, cho nên là bà sợ Mai Linh sau này sẽ gặp khó khăn hoặc là gây tai họa gì đấy. Thì ông chồng cũng tin, nhưng mà bà này bà tin, cho nên là chắc bà này bà làm như vậy, cho nên là Mai Linh mới bị thần trùng hỏi thăm. Thì Mai Linh bị thần trùng hỏi thăm, nhưng mà xui một cái là Mai Linh lại chết cùng với thằng Nghiêu, cho nên là Nghiêu mới khai. Giờ trùng nghĩ là do cái ông pháp sư ở cái ông pháp sư đó là cái ông mà bà gây ra cái mê tín của bà vợ ấy, là bà mẹ ấy. Đó, xong rồi gây ra hiện tượng trùng tang, đó là ông pháp sư này đã gây ra hiện tượng trùng tang, cho nên có cái tờ mà gây cái tờ mà đấy thằng nó mới đọc á. Thì có thể đó. Trước cái thằng nó đọc đúng là rồi. Gây chết nhiều người á, gây hại cho đến nhiều người. Cho nên ông này ông mới nhờ thằng này là kiếm những cái đó, ông sắc thuốc để ông đúng rồi. ông uống rồi ông phải chưa trong cái lu đó. Thì thật sự ra là Rico cũng suy nghĩ theo về cái hướng mà ông pháp sư nhiều hơn là cái hướng con cháu kia. Tại vì ông này nghe giọng rất già luôn. Ông pháp sư có thể khả năng cao hơn 80%, còn 20% là cái kia hơi nhiều khi Sirius em nó có block chết thì sao. Bên lại sau khi chết có thể xác bị hủy hoại, còn linh hồn thì vẫn tồn tại. Tùy theo công tội, khi còn sống mà linh hồn ấy được lên trời hoặc về với cõi niết bàn, đầu thai làm người hoặc xuất vật.
hoặc bị đẩy xuống địa ngục. Địa ngục được coi là nơi giam giữ và trừng phạt những linh hồn tội lỗi. Trong thấp bạc gì? Trong thấp bát Nê Lê Kinh. Địa ngục được chia làm 8 tầng, xếp theo thời gian dài so sánh với một thời gian dương gian thì một ngày ở địa ngục bằng 1750 năm. Tại một trần thế hả? Tại trần thế nhẹ nhất cũng phải là 1 vạn năm, tức là 13.500.000.000 năm phải căn cứ mới hết thọ. Cho nên là nó sợ xuống địa ngục ấy, cho nên nó mới tìm cách được thét. Thì khả năng cao đi, cô cũng nghĩ là ông phát xương nhiều hơn. Ừ, anh Dũng là có họ hàng xa với lại cái gia đình này, cho nên là thứ nhất là anh Dũng bị trời xuống đất khiến mới tới đây để mà giải cứu cho mày lên là thứ nhất. Rồi cái thứ hai là kiểu tới đây rồi thì gặp ma là cũng không sao á, cho nên là anh Dũng là con cháu mà họ hàng xa thôi. Còn tôi vẫn nghĩ về cái chiều hướng ông pháp sư nhiều hơn. Thì từ đầu tới giờ tôi cũng đã nghĩ ông pháp sư rồi, nhưng mà tại vì tự nhiên có một cái dòng đó cho nên là tôi mới nghĩ là có Silas and có plot twist gì không thôi. Thôi hồi nãy Thỏ Nam nói là mấy cái dữ liệu kia đều là nguyên về ông pháp sư hết mà. Rồi đi đâu nữa đây? Riêng về ông pháp sư là nhiều hơn. Đi đâu nữa đây? Đọc hết tờ giấy chưa? Rồi mở tao công tắc đèn. À, thằng cha vô đây ngồi à. Nó vô trong ấp tối, nó chui vô cái lù ấy. Rồi làm gì nữa? Rồi chạy đi. Chạy vô trong nhà. Chạy nghe đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Vô trong nhà lên à. Con chó thật đi cô à. Ủa vậy hả? Tí bạn nhà nào hả coi? Gần cái xe máy á, gần cái xe máy có cục xương. Lấy cái cục xương đó. Vãi nồi thật. Thì ra là thế. Ok, secret ending. Here we go. Đừng có ra cho con chó sủa sớm. Hiểu không? Hiểu. Là làm hết cái nhiệm vụ của bà. Bà ấy. Cái bà hàng xóm đi. Xong rồi chạy ra chỗ xe máy có một cái cục xương ở đấy, ở bên trong góc ấy có cái cục xương và ném cho con chó ấy là đúng như vậy. Xong rồi đi về luôn rồi, đem cho chó chơi, nhảy lên Grab về. Bắt à, secret ending. Một gì ta? Mở cái con kia ra mà coi số thì tao linh nói. Một sáu hay một bốn ta? Một sáu hay một chín? Một hai ba sáu một hay là con nữ sinh là con đầu tiên đúng không? Con nữ sinh số mấy? Con nữ con sinh áo dài đầu con tiên. Áo dài á, con áo dài á, con áo dài một, con áo dài là một, vậy là một rồi. Thằng đeo kính, thằng đeo kính là số 2, vậy là một hai một khoan. Một ba đeo kính là một ba. Một khoan đeo kính à, đeo kính này á, đeo kính này thì không, cái thằng sáu một sáu một chín một sáu rồi tiếp. Một sáu rồi tới cái thằng này. Thằng cận áo đúng rồi đó. Một sáu ba. Một sáu ba. Hai. Số ba hai một. Một sáu ba hai một. Một sáu ba hai một. Từ dưới lên. Từ dưới lên. Một sáu ba hai một. Từ dưới lên. Một sáu ba hai một. Từ dưới lên. Như vậy. Số trên cùng cũng là số 1, số dưới cùng cũng là số 1. 6321. Không nhớ là từ dưới trên hay từ trên xuống. Chúng ta không được thì mà không được thì đổi ngược lại thôi. Tao đang tính chửi nó là xoay cái kia dễ hơn. Thôi nhiêu thử coi. Đục. Cái
nó có ấy đâu. Thì đi ngược lại. Đi ngược lại ơi. Cảm ơn mọi người đã tặng cả nha. Thì kia không dọc thì không, từ kia xuống thì không, từ dưới lên mà. Rồi, từ đây. Rồi, đó là rút em lên đó. Cái này rút em lên. Chào mình cho lên đấy. Còn tầm như là hôm qua mà cái trời kéo lên mặt hôm qua là đúng ra là Mai Linh bị oan cho nên là lúc lấy cho này mới bình yên á. Chứ nếu mà Mai Linh mà ác thực sự thì lấy cho này bả lao ra bả giúp mình rồi. Đấy, lúc lấy cho này nhạc niệm lên rất là bình yên luôn. Ánh sáng tỏa ra chứng tỏ là Mai Linh bị oan. Đi ra sau, sau là sau. Đi về đi. Rồi ra, ra test cái series cái gì ra khỏi nhà đi, taxi được em lên đi. À, vậy là cái phòng mà ở trong ấy hồi nãy á là nó thông với lại cái cửa kia. Cái phòng mai này nè, nó thông với lại cái cửa mà cửa hàng Vũ, Vũ Dung ấy. Đấy cô ơi, có nghĩa là anh Dũng là con cháu xa của nhà này, trông rất là khỏe đó. Cái secret ending của anh Dũng chỉ là một cái hài thôi. Một cái hài đó đúng cái kiểu là game cho chó chơi. Đúng, đúng cái kiểu là game cho chó chơi. Con chó luôn, game cho chó chơi. Game cho rồi, chó nha, chơi. Rồi nha ra chơi cái secret ending luôn đi để cho đi con chó xa đi. Rồi, thứ nhất là cô, thứ hai là cái cây da phả. Tại vì anh Dũng á là con cháu của nhà, nhà họ vợ. Có nghĩa nhà chị Dung chứ không phải là nhà anh Vĩ. Nhà chị Dung á. Trong năm Japan em xe tơ của tôi ở trong đấy. Tôi có lời đóng góp trong game này đấy. Chắc khí thế à. Cái gì? Hồi đó có chắc khí thế bên cho tên Vũ, cái Vũ mà sửa lỗi. Thôi, có bên An Phát nữa ạ. Có hết Reddit đi. À, cái căn nhà có vong thiệt chứ. Nghe cái bộ ấm già, cái bộ ấm tóc già. Ví dụ tóc thì thấy có. Đây, bánh mì xôi thịt ở dưới ngõ đây. Rồi, chơi thử cái xích okay. Kỳ đi. Chưa, từ từ phải chạy một luôn. Nó bắt chạy hết Reddit nó mới ra. Cái một mình vào trong nhà chứ ta. Mình phải đứng ở ngoài hẻm. Không, đứng ở ngoài hẻm. Trước khi tới chỗ con cháu cơ. Tới chỗ con cháu cơ. Ờ, chứ một. Mở đầu